số mới. Nhìn vé được không? Nào, đeo vào đi không này. Xin kiểu cái. Như phí cầu đường mà. Ờ, thì như ông đi xe đằng sau á. Công đường á. Thế mình vào đón khách thì mình phải phí còn gì nữa. Nói chung là mình được dân mà. Nào mua ngành xong. Có phải xe của sân bay đâu. Xin mời đoàn nên nhận phòng để tắm rửa cả mà nó. Hello, xin chào. Mời chị em vào nhận phòng để lên để tắm rửa. Đi đằng kia đi không? Đi thẳng đằng kia đi. Lúc nãy là em bảo bao tiền cây đó? 620. Là ra bàn đấy đúng không? Ờ rồi ok bắt đi. Cho vào cận cảnh đi không? Cứ bình tĩnh. Ước tuổi luôn rồi. Con đấy có xương không?
Đập cho nó cái. Mày cần những con dao kia mày đập làm sao nó chết được. Thôi lấy chày rồi đi đấy. Có ảnh rồi. Vừa ảnh vừa quay luôn. Rồi thôi làm đi để ăn cả đói. Cân đi thôi. Để cân đi. Thế thôi à? Thế không, trời ơi, hôm nay này say nữa rồi à? Một lần để tổ chức một buổi như này thì mượn chén rượu chúc sức khỏe tất cả chị em lúc nào cũng trẻ khỏe, tươi trẻ, vui vẻ. Chúc hay thế, dô to nhá, quản ca nào. 1, 2, 3, dô, 2, 3, dô, 2, 3, uống. Uống thế nào? 100%. Nhận lời 100%. Dê đi, cho tay vào dê đi. Ngửa tay lên. Nào. 2, 3, go. Lại phát nữa, nào cho máu nào. 2, 3.
À, và trước đứng dậy đi. Bật luôn. Quay mờ mờ ảo ảo nó mới sướng. Sau bữa tối là anh em là đi bộ thể dục cho nó tiêu bớt mỡ, xong rồi về để mà ngủ. Ông cảnh nhắc mỏi chân đúng không? Long Vĩnh Phúc, Hà Nội. Bay à? Bay nào được? Chào tất cả anh em. Mời anh em vào bãi tranh để xem nhiều tranh hay không. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đảo 2 này là gọi đảo gì ông nhỉ? Đảo Hoàng Tầm. Đảo Hoàng Tầm. Nay cả đoàn đã đến đảo Hoàng Tầm. Vâng, mời đoàn lên để vào để mà trải nghiệm những cái dịch vụ trong đảo Hoàng Tầm này các bạn nhá. Quen á. Nha Trang, Việt Nam. Buồn về nó ngứa lại, đừng có tắm. Thế đấy còn gì bằng nữa. Sướng quá đi. Nào, anh ở đây em lại tìm cho anh. Anh lại nằm ngửa ngược vào, trong ngược vào thế như em hay như lúc nãy này này anh. Thế thế cho sướng. Đấy là massage tí đằng sau lưng tí này. Đúng rồi. Thế là cù dậy giờ thì lại phải ngồi quay vào lại rồi. Diễn nào thì biểu diễn quay đấy. Đây. Hai ông đang như nhộng. Cứ khi cọ thân lực cho nó chết rôm sảy. Đúng là giống châu đầm, đúng giống hai con châu đầm. Hai châu đực đầm à? Thank you.
nghe đi rồi đi nhậu rồi đi chơi mạnh miệng rồi. Mấy người các loại này. Người ta gọi là đây là gọi giới thiệu với cả đoàn là đây là gọi là xóm Nàng Chài. Đấy. Họ sinh sống và làm ăn là ăn uống là ỉa đái tất ở đây. Không cái gì nó phải nói thật. Rồi đầu mình chuyển rồi. Cái bò hầm à? Đây là tôm hùm. À tôm này nó ăn cá. Tôm hùm mới kiểu cá mặt quỷ. Cá này gọi là cá gì hả chị? Cá bờ hồm. Cá bờ hồm này nó bao tiền cân chị nhỉ? Đúng, hôm qua là ăn cá. À thế giá thì của nó là tùy theo từng loại. Loại loại nhỏ nhất là một cân là mấy con? Nhỏ nhất cân 4 con. 4 con là giá bao nhiêu? 2 triệu, mà 2 con cũng 2 triệu. À, to cũng vẫn thế. To nhỏ như nhau à? 2 triệu, 2 triệu 4 con. Bông bên thì 500.000 một con. Dạ 2 triệu, 3 triệu đi. Nếu một cầu thì người này nói đi ăn 2 triệu rồi lớn 2 triệu. Anh đơn giản. Anh nhỏ 2 triệu. Dạ. Hàng đây là hàng thiên nhiên vậy, không phải nhiều không. Bao nhiêu ký một con? Dạ một con, một cân, hai con, cá bốn con, cá bê con cá. À đây là mực đúng không chị? Mực lá. Ừ. Mực lá. 1.1 một ký à? Được. Đây. Đưa để xem món nào. Mực. Cái này là hấp rồi. À mực. Nó ngồi ổn định nhưng mà cái gì điện ngồi. Ngồi đây cầu gai đồ kìa. Được, khả năng làm. Dạ. Còn loại là nó đều nhau đấy. Bao nhiêu con một cân chị loại này á? Dạ nó nhỏ chứ không biết nữa. Cứ bớt thế nào. Lớn hơn anh ơi, 1 ký hay 2 ký gì em vớt chứ. Thôi được, mình vớt đấy. Thôi đoạn đếm người xong rồi để làm theo. Vớt lên 1.1 cân rồi. Dạ. Cái món này. Vâng, một món gì? 1 triệu, 1 triệu một cân hả chị? Bán hữu nghị đi, 1 triệu nhá. Bắt cho 2 cân đấy đi. 1.1 là lên đĩa rồi. Cho lên đi, cho 2 cân. Kim cương á? Chim khơi á? Bao tiền cân chị? Mấy con này được. Mấy con này được bao cân chị? Còn cái mấy 2 ký gì đó. À. 600 một cân. Đoạn để thử nhá. Hả? Hàng tươi đành đạch nhưng mà nhìn nó có cái xanh xanh ở trong như kiểu là à đây mắt. Mắt nó nhìn nó thế. Ốc. Ăn thử một con ốc em nào. Hai con ăn cho đủ ăn hai đĩa. Hai con. Đấy. Ôi nào, có mấy cái than này nữa.
ngồi ăn ở đây thì cảm giác nó cũng ngon hơn ở trong đất liền. Sóng bồng bềnh đấy, không có bụi bặm gì cả. Thôi tất cả anh em nên cạnh nhau một chén để hô một cái nhá, nào cho vui. Ba hô nhá, quản ca nhá, 1 2 3 dô, 2 3 dô, 2 3 uống. Ngồi ăn ở đây thì cảm giác nó cũng ngon hơn ở trong đất liền. Sóng bồng bềnh đấy, không có bụi bặm gì cả. Thôi tất cả anh em nên cạnh nhau một chén để hô một cái nhá, nào cho vui. Ba hô nhá, quản ca nhá, 1 2 3 dô, 2 3 dô, 2 3 uống. Đây rồi. Quay hộ tôi đoạn. Cặn mua một cái. Nào, cầm cái đi. Mỗi người con mà. Mỗi người 2 con. 2 con. Mua mỗi người 2 con. Cầm này nha. Quay rồi. Quay rồi, bấm quay rồi. Cái bấm quay rồi, giữa rồi. Được rồi, có rồi, ok. Nhảy số đây. Đó thế nhỉ. Tốt quá, mực lòng vlog ăn mực về đây là mọi người nhá, mực vừa câu biển về bên đây có chưa đấy, lòng vlog toàn món ăn ngon. Nào chén rượu đi, nào chén rượu đi, ngon chén rượu không, chén đi không lấy bám chén đấy, mực này ăn ngon này, ngon nhá, tần 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 tần. Ôi, cắn quý, quý cầm đây. Nào, quý cầm đây. Quý cắn cái. Cắn cái để vào. Như danh là phải đánh. Mấy lần tôi sẽ có đánh. Cắn đi. Cắn đi. Kết đưa để quay kết. Rồi rồi. Cắn đây. Nào, cắn đi. Thôi gì. Ui, ngập răng. Hôm nay nhìn em được sống. Cắn như hải sa ba rồi nè. Ui, dài nhá. Đã nhá. Đâu bên cơ ông cắn đi cái. Cắn giống đúng như thằng em hải sa ba, nó cắn luôn cho ngập mồm ngập miệng luôn thế nào. Nào ông cắn đi. Cái này á? Vâng. Ông Cảnh. Cảnh ngủ. Chấm bồ tạc đây, cắn phát ngập răng thế nào. Thế. Nóng thì mới sướng, anh bảo ăn mồm anh phải thế thì người khác mới thấy thèm chứ. Đây, đây, ui giời. Đấy. Đấy, nghe nó phải sụt 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 thế thì mới ngon. Đấy, cắn ngập răng thế sướng. Cắn ngập vào cái đưa mấy người 2 con rồi. Trường ơi, Trường ơi, cắn đi, ăn đi. Rồi, vâng. Mực ông Kiên đâu rồi? Mực đâu rồi? Cắn đi. Cắn cho đều cả đoạn bảo nó chưa được cắn. Đấy, ngủ ăn ngon miệng. Kiên. Đây. Ngon. Đấy, đang ăn mà tàu vào mà sóng đánh này. Quán ăn bồng bào bồng bềnh luôn. Cảm giác rất là thiên đường. Rồi.
nhá. Năng động mình luôn luôn để sức khỏe. Cái năng động thế là được à? Có sức khỏe là sẽ có tất cả, sẽ có nhiều ông chuyến đi. Đấy nhá. Xin mời. Xin mời. Cục bé bắt tay là kiểu như hai tổng thống bắt tay nào. 6 à? 8 à? Chú chê tí chưa nó hăng. Thế thì rồi tất nhá. Nào sân bên đi Uzo cùng không? Chơi. Chơi đi. Chơi thì chú Kiên đứng hộ thôi chú Kiên tí. Đưa xuyên. Ông bố chơi chơi đây với Kiên thôi, vừa uống xong. Con Sơn là kia đi thôi. Em vui chồng riêng. Công việc vừa chỗ nào. Riêng thì riêng thì hơi tí nữa. Cả nhà. Anh Cảnh đứng lên, anh Cảnh ơi. Đứng lên, hết ra này. Anh Long đứng ra ngoài. Rồi, ok. Nào, ok. Mấy em phải chúc sức khỏe nhau thì ăn theo sức khỏe nha. Rồi, đây, chụp vào đây. Còn bình tĩnh đâu, bình tĩnh để em hỏi lại. Đang quay à? Quay bấm chụp thì bấm vào cái máy ảnh ở dưới để chụp thêm. Đang nhảy số rồi đúng không? Đang chạy rồi. Cứ chạy số thì cứ anh cắt thích ảnh thôi, cắt được mà. Đấy. Rồi, ok, chụp rồi đấy nha. Thôi nha. 1, 2, 3, go 2, 3, go Uống nào. Đang rồi nha. Bật rồi. Ôi trời ơi, chiều nay nấy say mất rồi. Uống với ông ngoại thì bên vợ thì uống cái gì nói to bảo. Liệu của ông giả cháu gái khác chết, ông đòi khác chết chả phải. Không, ăn cơm rồi. Chúc công ty sự ký luôn phát triển. Dạ. Đấy rất là đồ cổ này. Sức khỏe không? Hàng quý, hàng bây giờ là hàng hiếm, cực hiếm rồi. Làm nghề gì cũng mong nghề đấy. Không phải mong người ta học xe. Nhưng mà thôi có nhiều xe học thì gọi không nhá. Đấy. Được chưa đấy? Được rồi, hai ông muốn nói nhau điều gì nói đi. Tôi anh luôn khỏe. Càng uống càng này ngon à? Thế mới sướng đi. Cảm ơn hay không? Rồi ok, chạy rồi. Tắm lắm này, tắm mươi thôi. Không được đặt xuống. Phải hết. Đấy. Phải có những đoạn video mà những cái chén rượu cuối cùng như này thì mình thấy này. Anh đợi chú. Rất là ngầu mới xong. Riêng chén này anh đợi chú. Đấy, hiểu chưa? Khúc mắc lắm. Bây giờ mọi người còn chưa uống như này. Ai bảo không? Còn quý hết rồi. Ai cũng hết rồi. Anh đợi chú này, mẹ chén sau chú tính nào thế? Rót hai chén đấy nhá. Để. Người ghê. Yếu từ 21 rồi thì còn đâu. Cho nên là cái lúc đầu mà trước khi đi uống rượu không ai bảo hôm nay mình sẽ uống. Đúng. Đến lúc mà môi nó mềm rồi thì mình uống chứ. Cho nên là nếu mà không uống rượu vừa ngoài thì nó hơi tăng. Ngồi đây là bình thường. Bắt cái gì đó. Đây là Long quay trực tiếp những cái hình ảnh mà bà con ngư dân đánh bắt được thì mang về để thả tại nhà hàng. Đấy. Tươi sống luôn. Tươi sống luôn tại nhà hàng. Tại nhà hàng Biển Gọi. Đây nha, bà con ngư dân đánh được về là thả luôn đây. Tươi sống luôn tại từ biển vào luôn các bạn nhé. Mỗi người thì mỗi nghề các bạn ạ. Tất cả mọi công việc, mọi nghề thì đều thực sự rất là vất vả thì mới kiếm được đồng tiền. Đấy, mỗi thứ được vài con thôi, về bán ngay cho chủ nhà hàng để kiếm tiền. Kiếm tiền về để mua vàng hay mua đất thì cất các bạn nhé.
nay lại làm nhiệm vụ là đưa chủ tịch ra rửa chân rồi xong rồi bây giờ lại đưa chủ tịch về đây. Đưa chủ tịch về đây. Nào to đấy. Đây này con gì đấy nhỉ? Bà sơ gái, bà hoa cầm gái này, cái này tí. Ăn cái này, cái này. Cứ sờ đi, sờ lên trên mình gì cơ. Nào hoa cầm gái, vào kiểu ảnh gái. Chị đó à? À nó sướng rồi, nó ra nước rồi, con này ăn gỏi thì được nhỉ. Này này hàng này khủng đấy. Đang quay đấy. Rồi. Trang. Mời các ông ngon miệng nhá. Mời các bạn ngon miệng nhá. Sang phải tiếp tục chuyến hành trình tiếp theo sang Đà Lạt, mến yêu của ta. Phở, món phở Hà Nội ở đây ngon không? Bây giờ để kiểm tra thực tế ngon hay không biết ngay đây này. Đấy bác mà. À được được được. Chứng tỏ là phở này ngon thật. Vì bà Lào cũng dùng hết tô luôn, không bỏ nào bỏ lại cả. Chuẩn luôn. Anh em tự kiểm tra nhân sự xem là thiếu không, là không có bỏ hàng ở đây là dở hơi đấy. Đấy vịn đây viết xem có đủ chưa. Được.
ổn định chỗ ngồi để đoàn chúng ta này tiếp tục sang bên Đà Lạt Mộng Mơ để mà check in những kiểu ảnh đẹp. Rồi, xin được cảm ơn ông Tài đã đồng hành cùng với đoàn Hà Nội chúng tôi hôm nay.